Dạ Quốc, cuối cùng xin chào toàn thể tất cả các bác. Và trong video này thì Quốc Hùng sẽ đi vào hướng dẫn cho tất cả các bác và cũng như là bác khách của chúng ta yêu cầu là hướng dẫn kết nối một chiếc vang rời để làm effect cho một cái bàn mixer. Thì về cái bàn mixer này là bằng Pro FX8, nhưng mà về cái phần effect của cái bàn này thì hầu như nó không có mượt bằng những cái chúng ta lấy effect từ vang, và vang sẽ làm effect rời để mà chúng ta tăng lên thì nó sẽ mượt hơn là cái effect của cái bàn mixer này. Đấy. Và ở đây thì em sử dụng là một con vang cơ Kiwi KD9000, và cũng như là một bàn mixer Mackie Pro FX8. Thì bàn Mackie này thì nó sử dụng là có tổng cộng là 8 line Pro FX8, 8 ở đây là 8 line nha bác. Trong đó có là một line, hai line, ba line là mono, ba line CT, hai line mono, và ở đây là nó có bốn trên là bốn line mix. Thì đi vào cái hướng dẫn, cái bảng hướng dẫn kết nối chúng ta hôm nay thì chúng ta sẽ gồm thứ nhất là một những cái dây tín hiệu như sau. Thì ở đây thì em sẽ quay ra hình sau của con vang cho các bác dễ thấy. Đấy, đây. Quay lại sau đây các bác dễ thấy không? Dễ biết hơn nha. Thì ở đằng sau của con vang giờ này thì đây các bác. Hơi bị rối vô đây. Đấy. Mở ra này. Chúng ta sẽ cần thứ nhất là ba dây tín hiệu, ba dây tín hiệu. Đấy. Thứ nhất là một cặp dây, một cặp dây Canon, đầu Canon cái ra 6 ly nha bác, ra 6 ly. Đấy. Đầu là Canon cái ra 6 ly, chúng ta sẽ cần một bộ dây như thế này. Đầu ra con Canon cái ra 6 ly nha. Đấy, cái dây này thì và một dây nữa là dây 6 ly ra 6 ly, hai đầu 6 ly nha bác. Đó, hai đầu là 6 ly hết. Đó, chúng ta sẽ cần ba dây như thế. Và ở đây thì em sẽ cái dây này là phần dây mic nha, micro. Micro thì em để ở đây nha, micro. Đó, dây micro này. Dây này dây tín hiệu nguồn nhạc vào. Nguồn nhạc vào thì em kết nối với điện thoại. Đấy. Nguồn nhạc vào thì em cắm vào đường LR, đường CT. Còn ở đây là đường main out. Main out thì nó có hai đường, một đường là 6 ly, một đường 6 ly, và một đường Canon ở đây các bác. Canon ở đây, đây đường main out. Thì vì cái đầu của con đái này thì nó sử dụng đầu Canon, không có đầu 6 ly, nên là em quay ngược cái đầu 6 ly em cắm vào đây. Còn đầu Canon là em cắm vào con đái. À, đường này là đường từ mixer ra đáy, đường main out. Đấy, ra main đó, đường ra con main. Con này thì nó chạy điện là auto volt. Điện là auto volt 100 đến 240. Đó là em đang cắm điện là 220. Đó. Rồi. Ở trên con vang thì chúng ta sẽ có là cổng mic và cổng từ vang ra. Thì tất cả các trên bàn mixer chúng ta sẽ đều thấy chữ là Z tool. Đó. Đường Z tool. Thì cái đường này là đường tín hiệu V. Thì em sẽ cắm như thế này. Đây các bác. Chúng ta sẽ xác định cái đường Z tool ở trên cái bàn mixer, và chúng ta sẽ sử dụng là cái cặp dây Canon với đầu 6 ly. Đầu 6 ly thì chúng ta sẽ cắm vào là hai cái đường
của LR của Redstone. Đấy. Còn Canon, hai cái đầu Canon này chúng ta sẽ cắm vào cũng làm LR đường ra của cái con vang. Đây, đường ra của con vang. Đường ra con vang nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có làm một cái dây sáu ly. Đầu ra đầu sáu ly chúng ta sẽ cắm vào đường mic của con vang. Đấy, để nhận về. Để chúng ta sẽ cắm vào đường man sen. Đó, đường sen. Đấy, man sen. Ok. Rồi, đó. Đó là ok, vậy là ok rồi bác nha. Vậy là xong. Rồi, giờ chúng ta chỉ việc bật máy lên và hiệu chỉnh trên bảng mixer này. Rồi em ghim vào. Ghim vuông vào vuông vào này. Thì nó đơn giản như thế thôi. Thì nó chỉ còn 3 sợi dây như thế. Đấy. Thì chúng ta sẽ bật nguồn lên nha bác. Bật nguồn lên. Bật nguồn đáy này, vang này. Rồi mixer này. Đấy. Rồi tất cả nó hiện lên hết nha. Rồi ok. Đấy. Vành volume đáy lên nha. Mới có tín hiệu. Ở đây thì từ nguồn cấp vào là điện thoại thì em sẽ mở nhạc lên cho bác. Em đã bánh sánh rồi, nó khác liền. Đây. Ở cái lại nhạc. Ở lại nhạc em đang cắm là ở lại 78. Thì chúng ta sẽ xác định là một hàng dọc từ lại trên xuống lại dưới. Ở đây là nút gain. Gain là to nhỏ của nhạc nha. Điều chỉnh to nhỏ của nhạc. Đó. Đây là fader tống của lại. Thì nó lên to nhỏ. Yeah. Phải đưa tống của mixer, cái này thì nó phải lên thì mixer nó mới hát được nha. Đấy, mới có tín hiệu ra. Thì ở đây là chính phần EQ này là bass này mic này chép này. Đó, phần này là phần ở đây thì khi chúng ta sẽ cắm vào đường monsen thì các bác nhìn thấy phần đó là phần effect hoặc effect của từng line mic đó. Khi mà cái đường ốc sen này, đường ốc sen này, đấy, đường ốc sen là đường mon này thì chúng ta đang cắm ở đường mon sen này thì chúng ta sẽ bật hết cái này lên. Còn khi mà chúng ta cắm vào đường fx sen ấy thì chúng ta sẽ bật fx sen. Giờ chúng ta cắm được vào đường mon sen thì chúng ta bật mon sen lên. Đây em đã tăng hết lên này, các bác nhìn tăng này. Còn ở cái la đường vào này các bác không có tăng nha. Tăng lên, nếu mà tăng lên chúng ta tăng lên thì cái độ nó sẽ lấy tín hiệu vang nhảy ở trên cái vang này nó kéo xuống thì khi đó cái âm thanh nhạc phần music của chúng ta vào thì khi nó âm thanh phát ra thì nó có độ vang vọng trên music, nên là chúng ta cái đường này chúng ta sẽ cách chúng ta chỉ lấy độ vang vọng ở trên đường mic thôi, đường mic nha bác nha. Đấy, lấy effect trên đường mic. À. Rồi nói chung là cái này thì em đã chỉnh ok. Đấy, phần này thì em cách này hết. Ở đây thì em cũng cắt luôn. Tại vì là cái màu này nó liên quan với nhau. Đó, cái này là effect của máy. Đấy, khi chúng ta bật cái này lên thì chỉ có effect của máy thôi. Đó. Thì mở effect của vang lên này, effect rồi. Đấy, chúng ta đang cắm ở đường monsen này. Đấy, mở lên là nó liên quan tới này thì chúng khi mới thì chúng ta sẽ tăng cái này lên đó. Rồi ok, giờ em sẽ thử cho các bác xem. Đấy, mic pro xung trách 600 nha các bác nha.
đấy, mic chỉnh trò. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Đường này thì nó liên quan tới cái đường màu cam, đường FX. Đường FX thì nó không có tác dụng nha bác, nên chúng ta sẽ kéo về. Đấy. Đường này là đường mon sen, thì chúng ta tăng lên thì nó to lên, đường mon này. Lên 1 2 3 4. Lên. Đây, chúng ta tách thì nó hết. Đó, quay cho bác xem. Đó, to nhỏ liên quan đến mon này, MON là mon, mon sen liên quan đến cái ở phía trên này. Ở đây liên quan tới cái đường AUX này. Đấy, nói chung là nó sẽ liên quan tới cái này và phần này. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên chúng ta tách đây. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Đây là cái chúng ta đang sử dụng cái nếu mà chúng ta vặn này lên, vặn hai này lên là chúng ta sử dụng là cái phần effect của bảng mixer này. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó là phần effect của cái bảng mixer. Giờ chúng ta sẽ tách cái bảng mixer này. Tách effect bảng mixer đây. Đấy, chỉ là đỡ effect của effect rời của vàng thôi. Này, lên này. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 2 3 4 5 6 7 8 9. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sử dụng cái effect rồi á thì nó sẽ mượt hơn, tiếng nó mượt hơn và nó hay hơn. Hay hơn là cái effect so với là bàn Pro FX8 này. Đấy. Đây là các bác mua những cái con bàn mixer này thì các bác nên sử dụng những cái vang cơ hay là vang số ở bên ngoài. Thì thường ta sử dụng những vang cơ để nó dễ tiền hơn và chúng ta sẽ lái effect nó và tăng lên ở trên cái bàn mixer này thì nghe rất là hay và rất là mượt luôn bác. Và bàn mixer này hiện tại em đang bán giá là 7 triệu nha bác nha. Đây, bác nào chốt thì alo em. Con đài Sony thì có giá là 11.500.000. Rồi em xin phép cái kết thúc cái video tại đây nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác video sau.